Xin chào mọi người. Hôm nay Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ về tử vi thứ bảy ngày 15 tháng 5 năm 2021. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày 4 tháng 4 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Quý Hợi, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu. Và ngày hôm nay là ngày Hoàng Đạo. Các giờ Hoàng Đạo trong ngày như giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Câu Trần, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Tân Hợi từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Chu Tước. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh đại hải thủy ngày Quý Hợi, tức can chi tương đồng thuộc mệnh thủy, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, đại hải thủy kỵ tuổi đinh tỵ ất tỵ ngày thuộc hành thủy, khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi kỵ sửu đinh dậu kỵ mùi thuộc hành hỏa không sợ thủy. Ngày Hợi lục hợp với Dần, tam hợp với Mão và Mùi thành Mậu cục, xung với Tỵ, hình Hợi, hại thân, phá Dần và tuyệt Ngọ. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi Đinh Tỵ, Ất Tỵ, Đinh Mão, Đinh Dậu. Tuổi xung trong tháng, tuổi Đinh Hợi, Ất Hợi, Đinh Mão. Vài các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Phúc tốt mọi việc, sao Địa Tài tốt cho việc cầu tài lộc khai trương, sao Dịch Mã tốt mọi việc nhất là về xuất hành, sao Kim Đường Hoàng Đạo tốt mọi việc, sao Ngũ Hợp tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Nguyệt Phá xấu về xây dựng nhà cửa, sao Thần Cách kỵ về tế tự, sao Vả Vong kỵ về xuất hành, cưới hỏi cầu tài lộc khởi công động thổ. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày: Hỷ Thần hướng Đông Nam và Tài Thần hướng Tây Bắc. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày 15 tháng 5 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày 15 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý trải qua ngày này đang có được nhiều cơ hội để nắm lấy hạnh phúc trong tầm tay. Và ngày này với bạn tuổi Tý may mắn đến gần, bạn tuổi Tý hãy nhìn ngay xung quanh mình, bạn cũng có thể thấy được tình yêu ở rất gần. Có thể trước đó với bạn tuổi Tý không có nhận ra được tình cảm của đối phương, nhưng ngày hôm nay nhờ quý nhân tam hội dẫn dắt cho bạn, cho nên bạn mệnh sẽ hiểu được nội niềm thầm kín mà người ấy gửi trao qua bạn qua từng hành động. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày có thiên tài nhập mệnh, cho nên cơ hội để cho bạn kiếm tiền cũng ở ngay trước mắt. Và với bạn tuổi Tý trong ngày này, không muốn tài lộc vượt qua tầm tay dù là ngày tay trái, để kiếm thu nhập cho mình, bản thân cũng không bỏ qua. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh kim, tiền bạc được rủng rỉnh, không lo túng thiếu. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh thủy, tình cảm có được sự thăng hoa, tìm được tình yêu. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh hỏa, hãy lắng nghe tiếng gọi của trái tim. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh thổ, nên biết cách để tăng thêm thu nhập cho mình. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh mộc, cần phải cân bằng cuộc sống của mình. Vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 4 sao,
tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu thứ 7 ngày 15 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ 7 này với bà tuổi Sửu cho chúng ta thấy là với bà tuổi Sửu đang có được báo hiệu trải qua một ngày gặp được nhiều may mắn, do có được chỗ dựa về tình cảm, có được nơi để mình hướng về mỗi lúc trong lòng trông chênh và trống vắng. Ngày này với bà tuổi Sửu đã gặp được ngày cung ngũ hành Sửu Hợi tương hội, bạn hãy thoải mái nối lên tiếng lòng của mình đi. Tuy nhiên trong cái vận trình ngày thứ 7 này với bà tuổi Sửu lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này nhắc nhở bạn mệnh tuổi Sửu cần phải bình tĩnh khi giải quyết vấn đề, đừng có quá nóng vội mà khiến cho chính bản thân mình gặp phải nhiều rắc rối. Cơ hội ở ngay trước mắt đó, nhưng với bạn cũng có nguy hiểm cận kề nữa. Và bạn tuổi Sửu trong ngày này cũng có nguy cơ mất tiền hao của khi cứ một mình một ý, chẳng chịu nghe theo lời của ai, bất chấp những lời khuyên can của mọi người mà làm theo điều mình cho là đúng. Chỉ tới cuối cùng bạn nhận ra thì đã hối hận mất rồi. Vài tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, tình duyên khởi sắc, sẽ có được hạnh phúc. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, tìm thấy được tình yêu nhanh chóng. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, cố chấp có thể khiến cho bạn phải trả giá. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, thận trọng kẻo lại bị kẻ tiểu nhân lừa gạt về tiền bạc. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, nên có được chính kiến của riêng mình. Phải đánh giá của bà tuổi Sửu trong ngày thứ 7 này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ 7 ngày 15 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ 7 này với bà tuổi Dần cho chúng ta thấy là bà tuổi Dần đang có được báo hiệu trải qua một ngày gặp được nhiều niềm hạnh phúc lớn lao, và thậm chí còn cảm thấy mình đang là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Bản mệnh chẳng thể nào giấu được niềm vui ở trong đáy mắt mình ngày hôm nay. Ngày này với bà tuổi Dần cũng đang gặp được ngày có ngũ hành Hợi Dần nhị hợp, và đây là cơ hội tốt để cho bạn có được nhân duyên vượng sắc, đào hoa nở rộ, tình cảm được thăng hoa. Nếu như bản mệnh thầm thương trộm nhớ ai đó thì hãy bày tỏ tình cảm ngay với đối phương, đừng có để cho hạnh phúc vượt khỏi tầm tay. Và trong ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân thì hãy mở rộng các mối quan hệ xã giao, đừng có để cho bản thân mình trốn tránh mãi giữa bốn bức tường. Bạn sẽ thấy rằng hạnh phúc vẫn luôn chờ đợi mình ở ngay phía trước đó thôi. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, tình cảm hạnh phúc, gia đình đầm ấm. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, tìm thấy được niềm vui đơn giản. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, không mất nhiều thời gian cho việc vô bổ. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, nên hiểu và thông cảm cho đối phương. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, cần nắm giữ hạnh phúc ngay khi có thể. Vài đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ 7 này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ 7 ngày 15 tháng 5 năm 2021.
Vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Mão, xem tử vi cho thấy với bạn tuổi Mão trong ngày hôm nay đang cảm thấy mình có chút cảm tình với đối phương và tình cảm ấy đang lớn dần theo năm tháng, và bạn tuổi Mão có thể chuẩn bị hành động để biến chút tình cảm đó trở thành tình yêu đi. Trong ngày này, đối với các cặp đôi thì dần tìm lại được cảm giác của những buổi ban đầu, sự xa cách trước đó khiến cho các bạn càng thêm phần quý trọng thời gian được ở bên nhau hơn và sẵn sàng bỏ hết thời gian trong ngày này để được ở bên người ấy. Tuy nhiên á, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh, cái điều này làm cho bạn cần phải cẩn trọng, kẻo lại bị kẻ tiểu nhân quấy phá cản trở cuộc sống của mình, khiến cho tiền bạc trong tay tan biến trong chớp mắt vì bị kẻ xấu lợi dụng lừa gạt về tiền bạc. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, tiểu nhân cản trở bước đường thăng tiến. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, tiền bạc hao hụt, dễ mắc phải sai lầm. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, tình cảm gần gũi, dễ hiểu được nhau hơn. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, có nhiều thời gian cho gia đình và người thân. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, biết cách trân trọng hạnh phúc mà mình đang có. Vài đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Hợi, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thìn thứ bảy ngày 15 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Thìn, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Thìn trải qua ngày này đang có điềm báo gặp phải họa phá tài do kiếp tài gây ra. Bạn mệnh tuổi Thìn cần phải tiết kiệm hơn chút nữa, bạn đang tốn quá nhiều tiền cho những thứ không thực sự cần thiết nữa rồi. Và với bạn tuổi Thìn cần phải hiểu rằng về tình hình kinh tế của mình đang vẫn khó khăn, có thể có lúc kiếm được tiền dễ dàng nhưng cũng có lúc dù bạn cố gắng đến đâu thì tiền cũng chẳng về tay, vì vậy bạn cũng cần phải cẩn trọng đề phòng cho tương lai của mình thì tốt hơn. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp ngày có thủy khắc với thổ, cái điều này cho thấy có thể bạn tuổi Thìn đang hiểu lầm ý tốt của đối phương, người ta không hề muốn kiểm soát bạn quá mức đâu mà chỉ muốn quan tâm lo lắng cho bạn mà thôi, chứ bạn tuổi Thìn đừng có quá cáu gắt mà làm cho mọi chuyện trở nên xấu đi. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, mâu thuẫn tình cảm vì nhiều vấn đề. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, dễ đánh mất tiền bạc vì chuyện không đáng. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, tiêu pha lãng phí, cần phải tiết kiệm hơn. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, gia đình lục đục, dễ nảy sinh tranh cãi. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, tiền bạc đội nón ra đi. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 3 sao, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ bảy ngày 15 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tỵ đang cảm thấy bế tắc vì không tìm thấy được người mình yêu thương. Cảm xúc của bạn vẫn dừng lại ở ngày hôm qua và người mà bạn thầm thương trộm nhớ thì đã đi quá xa mất rồi. Và với bạn tuổi Tỵ, bạn cần phải nhanh chóng tỉnh ngộ trở lại đi, bạn phải sống cho hiện tại và tương lai. Và vốn dĩ chẳng ai đứng mãi một chỗ chờ đợi ai, người ấy cũng đã cất bước đi tiếp, sao bạn cứ còn nán lại làm chi?
Trong ngày này, đối với các cặp đôi thì cũng đang có những mâu thuẫn nảy sinh bất cứ lúc nào khi mà đôi bên không chịu hiểu và thông cảm cho nhau. Ai cũng có những lúc mắc phải sai lầm. Thay vì tức giận thì bạn cần phải bình tĩnh để chỉ ra cái sai cho đối phương nữa. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa nên biết buông bỏ khi cần thiết. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, chuyện tình cảm có nhiều ngã rẽ. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, vận mệnh nằm trong chính bàn tay của bạn. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, chớ nên đổ lỗi cho số phận, hãy tìm cách vượt qua nó. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, có nhiều chuyện cần có thời gian trả lời. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ bảy ngày 15 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Ngọ, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Ngọ đang có điềm báo sẽ gặp phải nhiều khúc mắc trong mối quan hệ gia đình. Ngày này bạn tuổi Ngọ đang gặp ngày thủy hỏa bất dung, cái điều này làm cho bạn tuổi Ngọ không thể nào dung hòa được cái tôi cùng với những người khác trong gia đình mình. Và với bạn tuổi Ngọ, bạn cần phải bình tĩnh để mình bình tâm trở lại, chứ đừng có tranh cãi với mọi người chỉ vì quan điểm có sự khác biệt nhau. Vốn dĩ ai cũng có quan điểm riêng và chớ vì thế mà làm cho tình thân bị rạn nứt đi bạn tuổi Ngọ nhé. Trong ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân thì cần phải cố gắng, không cần phải cố gắng hết sức trong việc tìm kiếm tình yêu khi mà bản thân bạn chưa hề sẵn sàng để bước chân vào mối quan hệ mới thì e rằng những nỗ lực hiện tại của bạn cũng chẳng thể nào thành công được. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim, đừng có cố gắng quá sức trong khi bản thân bạn không muốn. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy, không tìm được tiếng nói chung. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa, nên bình tĩnh để không làm cho đối phương tổn thương. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, chớ có làm gì khi còn đang nóng giận. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, có nhiều vấn đề chưa được giải quyết. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Mùi thứ bảy ngày 15 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Mùi, xem tử vi cho thấy với bạn tuổi Mùi đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp hợi Mão Mùi phù trợ, cho nên bạn tuổi Mùi đang có được vận sẽ gặp quý nhân xe duyên dẫn đường chỉ lối, giúp cho bạn tìm được một nửa yêu thương. Quý nhân sẽ khiến bạn thực sự tỏa sáng giữa đám đông bởi sức hút của chính bản thân mình. Và bản mệnh tuổi Mùi trong ngày này, nếu như đã có đôi có cặp thì hãy trân trọng lấy hạnh phúc mà mình đang có. Sự mệt mỏi sau bao nhiêu sức ép của công việc có thể khiến cho bạn cảm thấy nản lòng, nhưng bạn cũng cần phải nhớ rằng mình luôn có chỗ dựa vững chắc ở phía sau nữa rồi. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Mùi lại đang gặp ngày có tỵ kim chiếu mệnh, cái điều này làm cho bạn đang có sự cố chấp và khiến cho bạn mắc phải sai lầm và phải trả giá khá đắt. Bản mệnh tuổi Mùi đi lầm đường lạc lối, chẳng hề quan tâm tới những lời khuyên can của những người xung quanh mình. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh kim, cần phải tỉnh táo để tránh mắc phải sai lầm. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh thủy, đừng cho rằng mình lúc nào cũng là đúng. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh hỏa, cần phải hiểu rõ vấn đề để không phải hối hận về sau. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh thổ, hãy mở rộng lòng mình đón nhận tình yêu. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh mộc, có nhiều chuyện nên để thời gian giải quyết.
Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Ngọ, tuổi Mão. Tử vi tuổi Thân thứ bảy ngày 15 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Thân xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Thân đang ở trong giai đoạn khó khăn, khi mà tình cảm của bạn có sự chông chênh, không có gì là vững chắc để cho bạn thấy rằng mình có một chỗ dựa nơi hậu phương. Ngày này với bạn tuổi Thân cũng có thể đang quá tự ti, không tin vào sức hấp dẫn của chính bản thân mình nữa, cho nên khi đối phương tỏ ý muốn tiến tới tìm hiểu bạn thì lại tự tụt đầu vào trong cái lớp vỏ ốc, không dám đeo đuổi tình yêu nữa. Còn đối với các cặp vợ chồng trong ngày này, dễ xảy ra sự tranh cãi vì những chuyện nhỏ nhặt không đáng có thể giữa hai bạn đang có khúc mắc gì đó chưa được giải quyết, cho nên chỉ một cơn gió nhỏ cũng chưa khiến cho đám lửa bùng cháy mạnh lên. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, hãy mạnh dạn theo đuổi tình yêu. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, đừng chấp nhận nhau vì chuyện không đáng. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, không khí gia đình căng thẳng, mệt mỏi. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, có nhiều mâu thuẫn, bất đồng nảy sinh. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, cảm thấy mệt mỏi và chán nản nữa rồi. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu thứ bảy ngày 15 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Dậu xem tử vi cho thấy với bạn tuổi Dậu đang có được báo hiệu tiền bạc chẳng cần phải lo lắng, ít nhất là trong ngày hôm nay, và đây thực sự là may mắn, không phải ai cũng có được như vậy. Với bạn tuổi Dậu thực sự là khiến cho nhiều người ganh tị với bạn nữa. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Dậu đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh, sẽ mang tới cho bạn có được nhiều cơ hội để kiếm tiền trong ngày, và bạn có thể cần phải cố gắng hơn nữa để nắm lấy thời cơ, chớ nên để cho mình lơ đãng mà tiền bạc lại trượt qua khỏi tay mình. Tuy nhiên á, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp ngày có kim sinh xuất cho thủy, dù may mắn về tài lộc nhưng bản mệnh lại kém may mắn về chuyện tình cảm. Người ấy không hiểu cho những nỗi khổ và vất vả của bạn đang phải gánh vác trên vai, còn trách cứ bạn vì không dành đủ thời gian cho người ấy nữa. Vài tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, con đường tài lộc của bạn có được sự khởi sắc, có thể sẽ gặp khó khăn chút. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, cần phải biết cách để xoa dịu vấn đề. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, hãy lắng nghe tiếng gọi của trái tim. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, nên hiểu cho mình đang làm gì để có đáp án. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, bình tĩnh để không làm ra những chuyện khó coi. Phải đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ bảy ngày 15 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tuất xem tử vi cho thấy bạn tuổi Tuất đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh, cái điều này khiến cho tài lộc trong túi của bạn tuổi Tuất đang có sự tan biến một cách nhanh chóng.
Thói quen mua sắm thiếu kiểm soát sẽ khiến cho bạn nhìn thấy thứ gì cũng muốn mua khi mà bản thân bạn không thực sự cần thiết. Những món đồ không mấy cần thiết ấy chẳng những làm cho bạn hao tốn về tiền bạc mà còn chiếm nhiều không gian trong nhà nữa. Bạn tuổi Tuất cần phải chấn chỉnh lại bản thân, thay đổi những thói quen xấu ấy đi ngay lập tức. Ngày này, bạn tuổi Tuất lại đang gặp ngày có thủy thổ mâu thuẫn với nhau, cảnh báo cho bạn đang có những rạn nứt trong mối quan hệ về tình cảm giữa bạn và người ấy. Dù bạn tuổi Tuất không muốn phải nói nặng lời, nhưng có những lúc bạn chẳng kiểm soát được lời nói của mình nữa. Vài tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, tiền bạc tổn hao sẽ lâm vào cảnh túng thiếu. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, vợ chồng mâu thuẫn, bất đồng vì nhiều chuyện. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, cần phải chi tiêu hợp lý để tránh lãng phí. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, đừng mua sắm những thứ không cần thiết. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, cần phải cân đối thu chi trong ngày. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Thân, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi, thứ bảy, ngày 15 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tuổi Hợi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Hợi đang mong muốn mọi người hiểu được mình, nhưng tự bạn lại đóng cửa trái tim, không chịu chia sẻ tâm sự những điều mình đang suy nghĩ, lo lắng với bất cứ ai, dù mọi người vẫn quan tâm tới bạn. Ngày này với bạn tuổi Hợi đang gặp ngày có ngũ hành Hợi Hợi tự hình, có thể những chuyện đã từng xảy ra khiến cho bạn tuổi Hợi sợ rằng một lần nữa mình lại phải chịu tổn thương. Sự mâu thuẫn diễn ra trong chính nội tâm của bạn, dằn vặt không biết bạn làm như thế nào nữa. Ngày này với bạn tuổi Hợi, bạn cần phải tự tin hơn với chính bản thân mình, đừng quá lo lắng, chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Bạn cần phải chấp nhận rằng niềm vui và nỗi buồn luôn song hành với nhau, và bạn hãy cần phải suy nghĩ lạc quan lên là được. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, đừng có cho rằng không nói gì là không có chuyện gì xảy ra. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, cần phải tự tin làm điều mà mình cho là đúng. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, mâu thuẫn tình cảm không đi đến đâu. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, hãy suy nghĩ lạc quan, tích cực lên. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, đừng có tự bó buộc bản thân mình như vậy. Vài đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào gặp lại.